lần đầu được tiếp cận với thập chiến Liên Tâm Pháp tại Ba Lan vào tháng 7 năm 2014 vừa qua, khi Thầy Dư Quang Châu đem phương pháp bấm huyệt độc đáo này từ Việt Nam đến cho cộng đồng châu Âu. Anh Đồng ngay lập tức đã cảm nhận được sự kỳ diệu từ những kết quả nhanh chóng qua bàn tay bấm của Thầy. Học, rồi thực hành, rồi cảm nhận, rồi say mê từ lúc nào không biết. Khi thấy rõ thập chỉ Liên Tâm Pháp đem đến cho mọi người quá nhiều điều bất ngờ với những chứng bệnh được đẩy lùi nhanh chóng, anh Đồng rời Vác Xa Va, khăn gói sang Berlin tầm thầy lần nữa. Lại được học thêm nhiều khi theo thầy rong ruổi Radeburg, Praha rồi về lại Berlin. Đi đâu cũng bấm huyệt chữa bệnh cho mọi người. Qua nhiều trường hợp, bàn tay bấm của anh Đồng đã nhanh chóng nhuần nhuyễn. Chỉ chưa đầy một tháng theo thầy bấm thập chỉ Liên Tâm Pháp, đôi bàn tay anh Đồng đã bắt đầu làm nên những điều kỳ diệu. Tay anh chạm đến đâu, dường như bệnh ổn đến đó, đau đớn tan biến, đem lại bao nụ cười tươi. Ngày trở lại Vác Xa Va không xa, với hành trang kinh nghiệm chất lọc được qua một cuộc hành trình trải dài và đôi bàn tay thập chỉ Liên Tâm Pháp thành thục, chắc chắn anh Đồng sẽ giúp được cho bà con cộng đồng tại Ba Lan vơi đi những chứng bệnh gây đau đớn khó chịu, đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Được cái may mắn là có anh Đồng, anh ở Vác Xa Va qua đây để mà chữa cho em. Thế thì sau khi anh bấm xong thì em có cảm giác ý kiến gì không? Thoải mái hơn thật. Thấy dễ chịu em ha? Em thấy dễ chịu hơn rồi. Cái chân hôm qua là tất cả tay chân là không hề cử động được đúng không? Hôm nay thành công nhất là chân cử động được, tay thì được một ngón tay. Thế sẽ tiếp tục là điều trị thì rồi đến hai ngón tay, ba ngón tay. Rồi kết quả như sao? Khá lắm rồi thế. Đó là đỡ sao? Đây này, hai cái ngón này là không có tê nữa này. Mỗi một lần về Việt Nam là khoảng nửa tháng, đến một tháng châm cứu, châm điện, châm cứu. Chả thắc mắc quá. Tôi cảm thấy rất là tốt. Tức là lúc trước thì bà ấy rất là đi lại rất khó khăn, bây giờ thì bà ấy đi bình thường và nhấc chân. Phát biểu đi. Rồi phát biểu đi. Đắt tiền. Rồi ôm hôn thống thiết. Em có theo không? Chiều quá sáng nay thì tôi thấy đỡ hẳn rồi. Vất hẳn rồi hả? Dạ. Tay chân cũng phải thoải mái rồi đấy. Vui quá hả? Rồi xin cảm ơn bác Đồng đi. Em thấy người rất là nhẹ mà nó không bị vướng, người khi là đi động nó cứ đợi, nó cứ đau, quay trải nó cứ kêu. Cái xương sống này vặn đi vặn lại nó cứ kêu. Bây giờ nó êm ái rồi không? Thấy nó kêu. Trước thì khi ngủ cần vươn lên vươn xuống này cái xương sống nó cứ vực, nó cứ kêu. Rồi, thôi bắt tay cảm ơn thầy thuốc đi. Chị đây là trước phải chữa phần trên rồi, bây giờ phần dưới là đầu gối đau. Thế bây giờ sau khi chữa đầu gối xong đây, bên trái đau thì lại nói là bây giờ chưa, đầu gối lại gọi còn nhẹ hơn cả chân phải. Thế mà phải hỏi thầy thôi. Cái ý kiến gì sao? Đây, mà khi em đi lúc là đau, không đi được, chỉ lúc là đau lắm là phải nghỉ. Nhưng mà thì nó cứ đặng, khó chịu, thì bây giờ chữa rồi thì lại nhẹ hơn được, bên này thì dạ. Chân chữa xong thì tốt hơn chân bình thường. Sau khi được anh Đồng chữa là em cảm thấy rất thoải mái. Cảm ơn thầy Châu và cảm ơn thầy Đồng.